Trưa hôm nay ngày mùng 11 đó anh chơi thì dắt chị em có lên clip một gia đình Lát Man tàn độ nha anh chị, tàn khủng long. Thì một con mẹ, một con chị, một con em. Thì anh chủ nhà muốn bán hết một gia đình khủng long này anh chị ơi. Đó thì con mẹ Lát Man, con Lát Man đầu dồ đó anh chị ơi. Đó tàn khủng long nha. Chữa 8 tháng bao chữa AB rúng chèn đó, rúng là cỡ cỡ hai tấc nha anh chị, đó chân là thẳng trụ nha anh chị, đuôi một chùm đuôi vu vật đó, nó mang thành khủng long nha anh chị. Tơ chữa rớt một đôi răng nha anh chị, mới ra thay một đôi răng đó anh chị ơi, nó xuống vú cúp đít rồi anh chị ơi. Đó thì con mái đùng đùng qua nè, qua to nha anh chị, đen thui đuôi cây lưu lớn đó nè, rúng nè anh chị ơi, hiền dạng lắm nè, rồi nè anh chị ơi, rồi vú phê nè anh chị đó nè, xuống vú rồi nha anh chị, rúng nè bản mà một gan nè anh chị ơi, đó chân móng nè anh chị ơi, chân quá dữ luôn, móng sò hết anh chị, kiếm dậu nè anh chị ơi, nè coi nè, đó gu quặt nha anh chị, gu như bò đực luôn, chừng sừng có chút xíu nha anh chị, xé mặt anh chị ơi, xé lưng nghiêm chỉnh đó, tàn là đúng độ nha anh chị. Chiều cao là 1m44 nha anh chị, đó 44, giữa sấy lưng thì mét ba mấy, gần mét tư đó anh chị ơi. Đó thì con này là tơ chữa chữa 8 tháng anh chị ơi, đó tàn rồi quay đứng từ xa mới hết hết con bò nha anh chị, quá trời con bò khủng long, đuôi này một chùm đuôi luôn, dài thòn luôn, con mái đùng đùng rồi nha anh chị, hiện dạng nè đó, lưng là lưng quá trời, cái lưng có gu nha anh chị, à, coi yếm dậu nè anh chị ơi, quá trời lạch phạch từ cái miệng luôn đó. Thì ai muốn bắt con mấy con bò thằng độ cứ nhanh tay nhấc máy số điện thoại em để trong hình đó. Rồi con mẹ là con anh chị ơi, con em đó, mẹ thì giờ chữa lứa tư đẻ con cái kem là lứa ba nha anh chị, đó mới điều phé đó anh chị, hết răng rồi. Con cái kem á, thì để em đo chiều cao thử coi, chiều cao của con thì chiều cao của con á, là giữa lưng là mét mốt nha anh chị, sau đít là 1m16, 15-16 gì đó anh chị ơi. Đó thì con mẹ là chữa lại gần tầm 4 tháng rưỡi anh chị ơi, bao chữa bao khám bao loại tới đẻ luôn, rúng của mẹ này chèn nè anh chị ơi, rúng chèn từ trước rồi sau, con bò mẹ là mát sữa anh chị, chân móng nè quá móng luôn anh chị, móng kiền khú luôn, hai mẹ con mấy mẹ con này kiền khú hết nha anh chị, chân móng đó, một gia đình khủng long đó. Con cái kem cũng rúng chèn anh chị, bốn vú đều nha anh chị, em kiểm tra chính xác đây, bốn vú đều anh chị ơi. Đó thì mấy mẫu này mình về là lớn con về làm nái sinh sản là bao ok nha anh chị, có điều kiện thì anh chị bắt hết gia đình khủng long này về nuôi, có cây đuôi chà bá luôn anh chị ơi, đó đúng là chuyện nè anh chị ơi, đúng đó, chân móng anh chị ơi. Thì con mẹ chữa lại lứa tư nha anh chị, đó thì mấy dòng Lát Man này đẻ 10 con 15 con nó cũng đẻ được đó anh chị ơi, đó lông nhuyễn da sát thùng lớn đòn dài nha anh chị, hiền dạng ngang lợi tới đâu là phê tới đó anh chị ơi. Nè tàn quá khủng quá anh chị ơi. Đó thì anh chị gần xa thích cái bốn con bò này thì ba gia đình Lát Man này tàn độ này cứ liên hệ em, rồi để em đo chiều cao của con mẹ cho anh chị tham khảo luôn. Phía sau xương gu là mét tư hơn nha anh chị,
còn giữa lưng thì tầm mét 30 mấy đó anh chị ơi, khoảng 35, 35, 37 gì đó. Gu vật nha anh chị, gu như bò đực luôn. Mặt yếm dậu chuyền từ trước ra sau nha anh chị. Coi cái yếm dậu nó nè. Em dụ dụ em rời cái yếm nó cho anh chị xem. Nè, thấy không? Quá trời nó mập nó đẹp. Đó, bò này mà cỏ nhiều mà có là ngon lành nha anh chị. Cám nhiều nữa là lớn tàn bung bờ mà giữa cao tháng là bò lớn hết tàn anh chị. Đó, thì con cái kem này chơi qua chà bá luôn, mẹ lớn tàn mà. Đó. Thì anh chị gần xa thích cái bộ mẹ con với con chị chữa 8 tháng này, cứ nhanh tay nhấc máy số điện thoại em để chụp hình. Đó, em đứng từ xa 3 mét, 4 mét luôn đó anh chị ơi, lấy đó hết khung gia đình đó. Đó thì anh chị cần cứ nhanh tay nhấc máy số điện thoại em để chụp hình. Giá 102 triệu nha anh chị. Đó. Thì giá 102 triệu, thì anh chị cần cứ liên hệ em. Hàng whip đó anh chị, lâu lâu mới có tàn khủng bồ whip độ vậy anh chị ơi. Đó, bò này 102 triệu bao ship thành phố Tân An nha anh chị. Đó, đi xa thì anh chị phụ tiền xe cho em. Chân móng nè, bò hiện dạng cốp đít này anh chị ơi, qua nở xuống rồi đó. Bò này đẻ cá, đẻ cái được liều làm giống tốt anh chị, quá trời cái gu nó nè. Gu thấy không? Hiền lắm anh chị ơi, yếm dậu nó nè. Quá trời yếm dậu không? Rồi. Sơ lược cuối cùng đó anh chị ơi. Còn nếu bắt lẻ thì giá bộ mẹ con á là 52 triệu, con tơ này là 50 triệu nha anh chị. Đó, bắt lẻ, bắt lẻ là không có bớt tiền xe nha anh chị. Nó bắt cặp thì bao ship thành phố Tân An. Bò quá whip rồi anh chị ơi.